Rồi chào bà con nha, hôm nay thì bà con có sườn Mitsu nè, Mitsu Mixi nè, Mitsu Mixi đây, Mitsu Mixi CT 731, 4 triệu sườn nha bà con, 22 lưỡi luôn, 4 triệu, sườn chà bá luôn bà con ơi, có 4 triệu sườn thôi, sườn chà bá luôn, sườn này cũng còn khá được nè, 22 lưỡi. Bốn triệu sườn nha bà con, 22 lưỡi. Quá trời đùi bự đúng rồi con. Có 4 triệu sườn nó 22 lưỡi luôn. Máy chà bá luôn. Chà bá luôn 22 lưỡi, ế bung sinh bìa luôn nha. Quá đã. Mitsu Mixi CT 731. Alo. Alo. Dạ đúng rồi. Xúc chăng anh. Anh muốn gì? À, xe ôm mới chở tới nhà cho anh đó, anh chở anh cướp nó thôi. Đúng rồi, xe ôm chở về được. Anh đi đường nào xuống chăn gần nhất anh đi. Ngay chăn thành phố chăn luôn anh. Đúng rồi. Không. Dạ. Dạ dạ. Đây, cái sườn chà bá nện luôn rồi con. CT 731. Mixu Mixi xem đề luôn, chỉ có 4 triệu sườn thôi bà con ơi. Thử bọng đi xới rồi còn chành bành luôn nè, còn ba chà bá luôn nè bà con, về xới thôi. 22 lưỡi luôn. Đùi bự luôn rồi con, đùi này ba bao gãy luôn nè, quá trời đùi bự luôn nè. Cái cốt đùi này, cốt đùi này, cốt đùi 60 luôn rồi con, quá trời cốt đùi luôn. Khô gan luôn, con này còn ít xài nữa rồi, con này đồ khô gan. Rửa lên chịu khó, rửa lên đẹp lắm. Sườn xới Mitsu CT 731, 4 triệu sườn. Còn đầy đủ đồ rồi con. Khá đẹp. Con nào có nhu cầu alo nha, không tắm. Alo. Alo. Dạ. Yeah. Bán lâu anh, hơn nửa năm rồi. Không còn thứ mất tiền không anh ơi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Còn anh Bến Lức Long An anh, 293 thị trấn Bến Lức. Đúng rồi, đúng rồi. Thành Đạt anh. Dạ. Còn khá đẹp rồi con. Mitsu Mixi CT 731, 22 lưỡi, có xin bìa luôn nha. Cốt quá trời bự luôn, cốt gần 60 luôn. Bao gãy cốt luôn. Chỉ có 4 triệu sườn mà con ơi. 4 triệu sườn thôi. CT 751 Mitsu Mixi 22 lưỡi xin bìa nha bà con. Lưỡi bọng còn khá đẹp. Con về chạy vô tư luôn, cốt bọng quá trời bự luôn, cốt quá trời bự luôn nè. Máy còn khô ga, con này xài ngon. À, bà con có nhu cầu alo nha, 0886356707. CT 751 xin về luôn rồi con. Bỗng 22 lưỡi chập bán luôn.
hới luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886357707.